À rồi, Huy Cường Audio chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em cũng kiểm tra kho, nó cũng sót lại được một cặp dây loa dòng Maxim Top. Thì dòng này nó là dòng bãi Mỹ. Thì hôm nay bên em sẽ quay chi tiết để sản phẩm để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Vì dòng này là hiện tại là em cũng chỉ còn một bộ duy nhất nha, một bộ duy nhất thôi, chứ bên em cũng không có nhiều. Thì đây, mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình: 0775 264 888 hoặc 0354 725 058 nha các bác. Rồi, thì những dòng sản phẩm cao cấp như thế này thì bên em cũng không có về được nhiều, thi thoảng thì mới về thôi, nên là cũng bác nào có nhu cầu sử dụng được những cặp dây loa cao cấp như thế này thì cứ alo cho em nha, bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Rồi thì trước mặt các bác đây, đây chính là một cặp dây loa Maxim Top. Đó, các bác thấy là cái cặp dây rất là to, rất là chất lượng nha. Đó, thì dòng này cũng nhiều bác hỏi so sánh dòng Kimber thì dòng này chắc chắn là nó sẽ hơn nha. Dòng bãi Mỹ này nó sẽ rộng hơn dòng dây loa Kimber 3040 mà em vẫn hay bán cho tất cả các bác. Đó, thì dòng sản phẩm này là hiện tại là em chỉ còn một bộ duy nhất. Đó, thì bây giờ các bác có thể tham khảo. Đây, các bác thấy được cái cặp dây loa đấy, rất là to nha, cặp rất là nặng. Rồi, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết. Đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác xem. Đây, thì em chỉ cầm một vế quay thôi, bởi vì cặp này nó rất là to. Em sẽ quay từng vế một thôi, chứ còn hai vế vào em cầm thì nó không có cầm được nha các bác. Đây, đó, các bác thấy chưa? Đây chính cái thân dây của nó này, em quay các bác xem cái thân dây của nó đây. Đó, rất là to nha. Đó, ngón tay cái của em thì nó không có hề hấn gì với cái cặp dây loa này cả. Đây, cục lọc nhiễu của nó đây, Maxim Top KB Speaker, cái hàng made in USA. Đấy, cục lọc nhiễu của nó đấy. Đấy, các bác thấy ạ. Đấy, đó, nõi dây. Thì dòng này nõi dây của nó là nõi 5.0 nha các bác, 5.0. Đó, ở đây các bác nhìn này, đầu rắc của Maxim Top và dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Đấy, dây nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Thì các bác lưu ý cắm cho em từ âm ly ra loa nha. Đó, và đầu rắc của nó này, những cái đầu rắc này các bác có thể vặn ra được. Đó, ví dụ như nhà bác là qua cái càng cua thì cũng có thể thay được càng cua nha, thay được càng cua nha. Nhưng mà đa số thì nó sẽ xài hình càng cua to, càng cua nhỏ nó không có lắp được. Đó, dây đi theo đều không mũi tên. Và cái dòng này của nõi của nó là nõi đồng nguyên chất, có đồng tơ, đồng mịn nguyên chất. Ví dụ như những bác nào mà đang thiếu những cái giải bát thì nên sử dụng cho mình những cái cặp dây loa như thế này, thì nó tăng cái tiếng bát nó rất là cao cấp nha, nó tăng cái tiếng bát lên rất là tốt. À, giải chung nó cũng rất là gọn. Đó, tiếng gọn trong trẻo, đầy tiếng nha. Đấy, những dòng này các bác nghe những dòng nhạc vàng tiếng nó rất là sâu lắng. Đấy, cái độ chi tiết của nó rất là cao, nó các bác nghe nhiều bản nhạc nó cái độ sâu lắng nó rất là tốt. Đấy, khi nó xuống sâu, kể cả là lúc xuống sâu hay là nó lên cao, tất cả hai giải như vậy nó đều không bị vỡ tiếng. Đó, tiếng của nó không bị vỡ ra. Và cái dây này thì mỗi vế của nó là 2.5 mét, và hiện tại thì bên em chỉ có bán 2.5 mét nha các bác. Cặp dây loa các bác thấy rất là tuyệt vời. Và cái đầu rắc của nó đây, đầu rắc Maxim Top nguyên bản của hãng nguyên zin, thì dây bãi nó không được mới, nên các bác phải, nên bác là chơi cái đầu bãi thì các bác đều biết rồi. Đấy, bãi thì không thể so sánh những đồ mới như đồ hộp được. Đấy, và cái giá sản phẩm lần này em bán cho tất cả các bác là 4.600.000 cặp nha, 4.600.000. Đó, đợt này là giá là 4.600.000 nha, đợt sau em hứa với các bác là giá nó sẽ lên. Đó, bởi vì bây giờ tất cả mọi thứ đều lên rồi. Đấy, tất cả mọi thứ sản phẩm đều lên giá rồi nha. Đấy, nên là những bác nào lấy đợt này thì giá 4.600.000, đợt sau khi lên 5.000.000 cũng phải chịu thôi, tại vì em nhập về bây giờ cái đồng giá tiền nó cũng lên, mà cái cước vận chuyển nó cũng lên, nó không như ngày trước.
Đấy, dịch bệnh nó khó khăn mà. Đấy, giá đợt này em bán em là giá tốt, giá hữu nghị. Đấy, các bác thấy chưa, cục lọc nhiều của nó đây. Cái dòng này nó chống nhiễu cực kỳ là tốt nha. Đấy, chống nhiễu rất là hay. Đấy, các bác thấy dày rất là cao cấp. Này em chỉ có mỗi bộ thôi, còn một bộ duy nhất. Đấy, các bác thấy đây, một vế dây loa nó to như này đây. Đấy, một vế thôi nha, rất là to. Đấy, nguyên cặp của nó thì dòng này thì hiện tại là thị trường nó cũng có nhưng mà cũng ít người bán, tại vì nó là đầu bãi. Đó, nó đầu bãi nó không có về được nhiều, mỗi lần về về thì được 4-5 cặp hay 6-7 cặp là nhiều rồi, chứ không không có thể về nhiều hơn được. Em cầm cá nguyên cặp nó rất là nặng, rất là nặng nhỉ. Đấy, các bạn thấy cái chất liệu đồng của nó rất là tốt, cầm cặp dây nó nặng, cảm giác cầm nó chắc tay, là cái chất liệu đồng của nó tốt. Đồng này là đồng OBC chống oxy hóa rồi nên là các bác không phải lo nữa. Đấy, giá là em báo cho tất cả các bác rồi, thì các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Thì dòng này em bán là giá là 4,6 triệu là em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đó, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng đây, các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại này. Rồi, thì Huy Cường Audio cũng cảm ơn tất cả các bác trong suốt thời gian vừa qua đã và đang theo dõi kênh của em. Đấy, luôn ủng hộ em nha. Rồi, thì là sau cùng em xin phép kính chào tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.